Xin chào tất cả các anh các chú ạ. Hôm nay em mới về một lô có một ít hàng điều chỉnh ben hơi nhá, hàng tháo máy CNC. Em quay video giới thiệu cho tất cả mọi người. Ai có nhu cầu mua hàng thì alo hoặc nhắn tin trực tiếp cho em theo số điện thoại đặt hàng 0975 275 636. Địa chỉ của em ở Hà Vĩ, Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội, có ship COD toàn quốc. Mọi người mua hàng kiểm tra hàng đúng hàng như trên video thì nhận hàng nhá. Và hôm nay là khách mua hàng các cái mã hàng này là em sẽ miễn ship toàn quốc luôn. Mọi người đặt hàng thì cứ đặt hàng cho em theo mã số thứ tự 1234 là được nhá. Nhắn tin trực tiếp cho em theo số điện thoại đấy cũng được. Số điện thoại của em có Zalo, Facebook nhá. Rồi bây giờ em sẽ quay vào từng mã sản phẩm. Mọi người để ý xem hộ em nhá. Vui lòng không hỏi lại mã số 1, mã số 2 bao nhiêu tiền nhá. Không có, mọi người cũng thông cảm cho em là em quay xong là nhiều mặt hàng lắm, em không nhớ được. Nên mọi người cứ xem và chốt cho em mã số là được nhá. Đây ạ, đầu tiên là mã số 1 là 280k miễn ship toàn quốc nha. Tất cả hàng tháo máy hết nhá. Đây này, nhưng mà còn rất là đẹp luôn, hàng tuyển chọn đấy ạ. Cái này điện DC 24V này, 2.5W, đây là mã số 1 nhá. Mã số 1 280k này. Đây, mọi người có thể nhìn thấy này, DC 24V nhá. Hàng tháo máy nhưng mà còn đẹp lắm luôn. Con này là số 1, 280k. Nó gồm 3 cái chập 1 này, 1, 2, 3. Em đo sơ qua kích thước cho mọi người dễ hình dung nhá. Đây, cái chiều này của nó là được 9 phân này. Cái chiều ngang của 3 cái này là được gần 6cm nhá. Đây, bên dưới cái này này, bên dưới cái này này. Cái này bên dưới là được 10cm này. Ngang của cái này là được 4cm nhá. Đó, đây là mã số 1, mã số 1 280k miễn ship toàn quốc. Hàng này em mới về được có một ít thôi nên là hàng thì đẹp hơn năm ngoái mà lại giá lại còn giá thì vẫn như năm ngoái nhưng mà được miễn ship nhá. Tại vì giá đợt này nó hơi rẻ hơn một chút nên là em sẽ miễn ship cho mọi người. Tiếp theo mã số 2. Mã số 2 là 250k. Thương hiệu Chelix. Đây, cái này là cùng cái thương hiệu mà hôm em bán lọc ấy. Cái này đầu điện của nó là DC 24V 3W nha. Đây, mọi người có thể nhìn thấy này. Kích thước chiều dài chỗ này của nó là 19,5cm này. Chiều ngang của cái này là 4cm này. Đo luôn độ dày chỗ này nhá. Là được 2,7cm này. Đây là mã số 2. Mã số 2 là 250k miễn ship toàn quốc. Mọi người nhìn hộ em các cái thông số ở trang này nhá. Không có em đọc em cũng không hiểu đâu. Mọi người nhìn hộ em nhá. Em giơ cận vào đây mọi người nhìn xem hộ em nhá. Mã số 2 250k miễn ship toàn quốc. Tiếp theo mã số 3. Mỗi mã này nó chỉ có một cái thôi, còn mã nào mà có mấy cái thì em sẽ báo luôn nhá. Mã số 3 là 200k này, mã số 3 thì nó có nhiều. Chiều dài này. Chiều dài của nó là được 16cm nhá. Ngang chỗ này của nó được 3,5cm này. Chelix này. Đầu điện của nó là DC 24V 6.5W nha. Đó, đây này. Mã số 3 này thì có nhiều này, 200 ngàn một cái nha. Khách mua một cái là bên em cũng có ship hàng và cũng được miễn ship luôn nha. Không cần phải mua nhiều đâu, mua một cái là cũng được miễn ship rồi. Đây là mã số 3. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4 là cũng có nhiều này. Mã số 4 là 150k miễn ship này. Chiều dài là hơn 12cm một chút nhá. Cái bề ngang này của nó là 3,5cm này. Độ dày chỗ này của nó là được 2,3cm. Cái này của nó là DC 24V 3W nha. 3W này. Đây, mọi người nhìn cho em hộ của em cái thông số trên cái sản phẩm nha. Đây là mã số 4. Mã số 4 là 150k. Mã số 4 này thì có nhiều này. Tiếp theo số 5. Số
số 5 có mấy cái thôi. Số 5 là 350k. Nó là hai cái chập 1 này, hai cái chập 1 bắt vít này. Của nó là điện DC 24V 3W này. Đấy, hai cái như nhau này, nó có ốc vít nó chập 1 vào nhá. Nó có một cái màu trắng này, một cái này, phần ống hơi này có màu trắng nhá, còn đâu tất cả các cái này đều có màu đen hết. Cái màu này thì nó không quan trọng đâu ạ. Nó giống nhau kích thước là được nhá. Đấy, đây là mã số 5, mã số 5 là 350k một cặp như này nhá. 350k một cặp như này này. Hai cái đấy. Hai cái đang chập vào một này. Miễn ship. Tiếp theo số 6. Số 6 có một cái thôi. Số 6 100k miễn ship toàn quốc. Đầu điện của nó là DC 24V 2.5W. Kích thước tổng chỗ này của nó là 16cm nhá. Ngang cái này của nó được 2,7cm này. Đó. Đây, thông số ở trên này mọi người nhìn của em nhá. Hoặc là mọi người chọn cái này có thể chụp màn hình inbox Zalo cho em được. Nếu mà anh nào mà có Zalo thì chụp Zalo, còn không thì cứ chốt cho em vào trong phần tin nhắn. Đánh số 1234 sản phẩm mọi người cần mua là được nhá. Số 6 rồi, số 7. Số 7 có một cái thôi. Em nhớ cái sản phẩm này năm ngoái là giá là 550.000 này. Mà không được miễn ship đâu. Đợt này nó rẻ hơn, giá có 500.000 thôi, miễn lại còn được miễn ship nữa. Kích thước này. Cái này là gồm 5 cái này. 1 2 3 4 5, 5 cái chập 1 nhá. Đo tổng 5 cái này là được 13 cm nhá. Phần đế bên dưới này, chiều dài từ phần này ra đây là được 16 cm, còn ra đến tận ngoài cùng chỗ màu vàng này được 19 cm nhá. Bản ngang này của nó là được 6 cm. Cái này nó đây đây. Tem của nó đang này nhá. Tất cả hàng tháo máy, hàng cũ hết nhưng mà còn rất là đẹp. Đây là mã số 7, 500k miễn ship. Đây của nó điện này, 220V. 50 gạch chéo 60Hz này. Đây mọi người, các cái tem này mọi người nhìn của em nhá, không có em đọc em cũng không hiểu đâu. Đây này, bên này có tem này. Đây là mã số 7 nhá. Mã số 7 là 500k này. Hầu như các cái hàng này, hàng đợt nào về nó cũng đẹp, không có đợt nào nó xấu cả. Đó, 500k nhá. Rồi hôm nay chỉ có 7 mã số vậy thôi. Mọi người mua chốt mã nào thì cứ alo trực tiếp số điện thoại của em trên màn hình kia nhá. Rồi em xin kết thúc video ở đây ạ. Hẹn tất cả các anh các chú ở những video tiếp theo. Mọi người nhớ nhấn cho em xin một nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông báo để luôn theo dõi được những video mới nhất bên em đăng lên kênh mỗi ngày ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.